Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh sẽ gửi đến cho cả nhà mình một cái bài so sánh một chiếc xe ở phân khúc 2 tỷ, 2 tỷ 2 thì quý anh chị nên chọn phong cách nào và hai chiếc xe này nó khác nhau những gì. Thì mình sẽ coi trong video rõ hơn nha. Thì chắc quý anh chị cũng đã coi tiêu đề rồi. Phía sau Khanh đây. Đây là cái chiếc XC60 và phía sau Khanh đây. Đây là cái chiếc S90. Hai chiếc này chỉ lệch nhau 20 triệu. Rất là nhiều anh chị quan tâm là nên chọn chiếc xe nào. Thì video này sẽ giúp cho anh chị có một phần định hướng được cái nhu cầu của gia đình mình nha. Các video của Khanh chia sẻ, nếu nhà mình cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Hỏi về chương trình mua xe thì nhà mình có thể liên hệ số điện thoại của Khanh 0788 555 444. Khanh sẽ tư vấn các thông tin cho nhà mình để nhà mình nắm rõ trước khi lên showroom gặp Khanh, để mình chỉ việc chọn lại cái màu thôi. Mình đã nắm hết tất cả các thông tin rồi. Khanh sẽ chia sẻ lại cái xe S90 và XC60 là hai cái model xe đang bán rất rất chạy của nhà Volvo bên Khanh. Đây, hai chiếc đều màu trắng đang để trong showroom của Khanh, đều là phong cách encryption. Khanh cố gắng so sánh cho nhà mình cùng phong cách nha. Tại vì XC60 nó còn một cái bản R-Design cùng giá bán nữa, nó chỉ khác là phong cách thôi. Còn tính năng còn lại của phiên bản R-Design và encryption á, thì Khanh đã làm một cái video so sánh rồi, nhà mình coi lại giúp giùm Khanh. Rồi bây giờ trước khi đi vào chi tiết thì Khanh xin phép chia sẻ lại giá bán của hai xe này. XC60 với giá bán 2 tỷ 220 triệu. Còn chi phí lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh thì quý anh chị coi trên màn hình giúp giùm Khanh. Giá bán và giá chi phí lăn bánh tại thành phố. Nếu quý anh chị lăn bánh tại tỉnh thì sẽ có mức phí rẻ hơn 19 triệu so với phí biển số của thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu quý anh chị mua qua ngân hàng thì số tiền chuẩn bị thấp nhất Khanh cũng đã để trên màn hình rồi. Số tiền này nó bao gồm tất cả các chi phí lăn bánh của xe và 20% trả trước, tức là mình vay được 80% giá trị xe, thời gian vay được 8 năm. Hiện tại cái gói lãi suất bên Khanh đang hỗ trợ là 8.5% cố định 3 năm không đổi, một cái gói lãi suất tốt nhất tại thời điểm hiện tại dành cho các anh chị mua xe. Rồi bây giờ kế đến chúng ta sẽ xem S90 là phiên bản trục cơ sở dài. Hai chiếc đều nhập khẩu từ Malaysia hết. Và S9 là encryption, đều là hướng đến các quý anh chị mang phong cách lịch lãm và sang trọng. Về tính năng của hai xe, để Khanh chia sẻ luôn cho nhà mình, tính năng của hai xe là giống nhau hoàn toàn. Bây giờ Khanh sẽ chia sẻ điểm khác nhau của hai xe. Khanh bỏ đi cái việc mà một chiếc xe gầm cao và một chiếc xe sedan nha. Khanh đang nói những cái điểm khác nhau ở phía trong xe để cho quý anh chị có dễ hình dung. Còn những điểm giống nhau thì nó lại rất là dễ rồi. Điểm khác nhau đầu tiên là hai chiếc xe này nè, quý anh chị coi giúp giùm Khanh là nó sẽ lệch nhau về bộ ghế. Đây, ghế của xe XC60 nó là ghế da tự nhiên, nhưng cái ghế da này không phải là da thương hiệu Napa và nó không có tính năng làm mát cũng giống như sấy trên phần lưng ghế. Phần ghế này da tự nhiên rất là đẹp nhưng nó sẽ không mịn và không mượt giống như da Napa. Rồi, đây cả hai ghế trước thì nó giống nhau hoàn toàn thôi. Rồi, đây ghế sau cũng vậy. Đây Khanh cho mọi người xem nhé, đây ghế sau. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái chiếc xe S90. Đây, đây là phong cách của S90. S90 là phong cách encryption với cái bộ da Napa. Nó là một cái ăn điểm nếu quý anh chị thích về da ghế. Da Napa rất là mượt, rất là mịn. Và đây quý anh chị thấy không, nó có lỗ thông hơi ghế, có nghĩa là cái chiếc xe này có tính năng làm mát, tức là thổi cái luồng gió máy lạnh vào phần lưng ghế thì mình ngồi sẽ rất là dễ chịu.
nó làm mát ghế và nó có sấy ghế luôn. Hiện tại đối với S90 làm mát và sấy ghế, hiện tại nó áp dụng cho cả 4 ghế luôn, rất là hay, kể cả hai ghế sau. Đây, hai ghế sau. Đó, xe trục cơ sở dài, quý anh chị coi nè, ngồi cực kỳ rộng. Đây, ở phía sau, ở phía sau của mình. Đó, đây làm mát, thông hơi là cả hai ghế sau nữa. Đó là một cái tính năng mà Khanh nghĩ rất là đáng cân nhắc nếu quý anh chị thiên về người ngồi, thiên về cái việc thích rộng rãi. Bởi vì cái chiếc xe này có trục cơ sở dài, và cái xe này thì nó chỉ thua cái mạc S 5 cm, quý anh chị lưu ý nha, nó chỉ thua mạc S 5 cm, dài hơn cái xe BMW Series 5, dài hơn Mercedes Series E, E200, E300, dài hơn rất là nhiều. Nhưng với giá bán rất là hữu nghị, 2 tỷ 200 triệu. Đó, đây là một trong những chiếc xe bán chạy nhất của nhà Volvo. Hiện tại sedan thì Volvo của bên Khanh chỉ còn phân phối mỗi cái S90 này thôi, S60 thì nó không còn nữa. Rồi, cả hai xe đều có nguồn gốc nhập khẩu là Malaysia, và cả hai xe hiện tại Volvo bán ra đi kèm với chương trình đó là bảo hành 3 năm không giới hạn km và bảo dưỡng 3 năm miễn phí cả tiền công và cả tiền vật tư. Đó, cái tiền công và tiền vật tư khi quý anh chị bảo dưỡng nó là một cái điều rất là lo lắng của quý anh chị khi nâng cấp một chiếc xe từ châu Á lên một chiếc xe châu Âu, một chiếc xe bình dân lên một chiếc xe ở phân khúc sang. Chi phí bảo dưỡng nó là một vấn đề rất là khó chịu, bởi vì nó cao, quý anh chị sẽ không lường được các chi phí cần phải thay thế ở các cấp độ. Volvo miễn phí cho quý anh chị trong 3 năm thì nó có giới hạn km, và chu kỳ bảo dưỡng của Volvo hiện tại là 10.000 cây quý anh chị mới đi một lần. Rồi, Khanh mới vừa chia sẻ xong điểm khác nhau chính ở cái phần chất liệu ghế. Đó, chất liệu ghế và tính năng ghế. Rồi, bây giờ Khanh sẽ đi tiếp cái điểm khác nhau của gầm cao và gầm thấp. Dĩ nhiên ai cũng nhìn vào thấy được, đây là một chiếc xe gầm cao. Thì quý anh chị sẽ đi phần địa hình mình đa dụng hơn. Có nghĩa là mình sẽ đi rất nhiều. Quý anh chị thiên về cái người lái, quý anh chị thiên về cái người đi nhiều địa hình, thì đây là một sự lựa chọn cho cả nhà mình, để mình có thể đáp ứng cái nhu cầu sử dụng XC60. Đi về, đó nó gầm cao nè. Rồi quý anh chị lái, cả hai xe đều sử dụng chung động cơ nha. Đó, chung động cơ, giống động cơ, chung công suất luôn. Đây, Khanh đang nói bây giờ mình chỉ đề cập đến những điểm khác nhau thôi. XC60. Rồi, bây giờ lợi thế của XC60 là gầm cao nè, đi được đa địa hình nè, đa dụng nè. Rồi bây giờ chúng ta quay đến cái lợi thế của S90 trục cơ sở dài. Đây, lợi thế của S90 trục cơ sở dài là gì ạ? Nó chính là trục cơ sở dài. Lợi thế của xe sedan là ngồi mình sẽ êm hơn đối với một chiếc xe gầm cao. Sedan nào cũng êm hơn một chiếc xe gầm cao. Nếu quý anh chị đang là một người sử dụng xe sedan, khi lên gầm cao quý anh chị sẽ có một cái cảm giác nó hơi nhẹ nhẹ cái việc thay đổi cái trọng tâm của mình do mình ngồi cao. Đã. Rồi, cái thứ hai điểm mạnh của xe long wheelbase trục cơ sở dài, nó là trục cơ sở dài giống như Khanh chia sẻ. Đây, Khanh ngồi rất là sướng. Đây, quý anh chị coi nè, cái ghế này, cái ghế phía trước Khanh có thể tự chủ động điều chỉnh đẩy nó nè. Đây, đẩy nó lên. Đây là cái vị trí ngồi ông chủ, Khanh có thể điều khiển tất cả bằng một nút bấm thôi. Tất cả bằng một nút bấm. Rồi, bây giờ Khanh có thể gặp cái phần lưng ghế lại nè. Đó, quý anh chị coi nè, ngồi phía sau làm luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Rồi, ở phía đây hai bên nó sẽ có rèm. Đây, hai bên cửa nó sẽ có rèm. Bây giờ quý anh chị coi nè,
là khanh cao 1m73, ngồi thẳng chân luôn nè. Rất là thoải mái nha. Bây giờ em này, quý anh chị muốn bấm xuống, đây khanh bấm xuống. Đó, nó rèm điện mà, hai rèm điện. Rồi. Bây giờ khanh muốn cái rèm phía sau chạy lên. Đây, cái rèm phía sau chạy lên. À, quý anh chị thấy không ạ? Thấy không? Rồi. Bây giờ khanh muốn cái cửa sổ trời đóng lại. Khanh bấm tại đây luôn. Đây. Bằng cái nút bấm vị trí này thôi. À, khanh bấm nè. Đó. Rồi bây giờ khanh muốn mở cái cửa sổ trời ra. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Mọi thứ mình làm được hết. Rồi, bây giờ khanh muốn điều chỉnh cái máy lạnh. Rồi, làm mát thông hơi. Đó, nè thông hơi nè, làm mát ghế của hai ghế sau. Khanh tự điều chỉnh được luôn. Đó là cái lợi thế của phiên bản trục cơ sở dài mà khanh ngồi đây rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Đây. Đây. Đó là điểm gọi là điểm mạnh của một chiếc xe sedan trục cơ sở dài. Đó. Nếu quý anh chị là một người có tài xế thì đây là một sự lựa chọn cho nhà mình. Và nếu quý anh chị thích lái và thích chở gia đình, đây cũng là một sự lựa chọn. Và quý anh chị thường xuyên đi đường phẳng thì đây cũng là một sự lựa chọn. Rồi sau khi đã tìm hiểu xong các cái điểm khác nhau của hai xe rồi, phong cách dành cho gia đình, người ngồi sau thích về tiện nghi rộng rãi, rồi phong cách đa dụng cũng dành cho gia đình nhưng thích về đa địa hình, rồi thường lái không ngồi sau. Rồi sau khi đã định hình được cái phân khúc rồi, bây giờ khanh sẽ chia sẻ với nhà mình là những cái điểm mà hai xe nó giống nhau và nó có cùng tính năng. Rồi hai xe này đều sử dụng chung một động cơ B6 công suất 300 mã lực. B6 công suất 300 mã lực và có một cái bộ motor điện 48V. Bộ motor điện này nó sẽ giúp cho chiếc xe tăng tốc mượt hơn, giảm độ trễ xe tăng tốc với cái mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn động cơ xăng truyền thống cũ, cụ thể là T6 khoảng 10%. Rồi. Bốc hơn, mượt hơn, giảm độ trễ, giảm tiêu hao nhiên liệu, đó là cái nguyên lý để đưa động cơ B6 có bộ pin vào. Cái bộ pin này nó sẽ được nạp chỉ mất 8 giây của quý anh chị bằng lực phanh. Tức là đạp phanh mất 8 giây để nó có thể nạp đầy bộ pin. Và nó sẽ xả ra trong khoảng 10 giây để kích vào trong quá trình quý anh chị tăng tốc. Bởi vì cái xe của mình hao xăng nhất vẫn trong quá trình tăng tốc. Tăng tốc là hao xăng. Tại vì quý anh chị thường để ý tăng tốc mình sẽ có một cái cú thốc ga mạnh, hoặc là nó cần một cái lực kéo rất là lớn trên cái chiếc xe. Rồi, tất cả hai xe đều sử dụng chung động cơ B6, chung hộp số. Rồi, còn về độ bốc thì mỗi chiếc xe sẽ có mang một phong cách khác nhau. Cái chiếc xe này, động cơ và XC60 giống nhau hoàn toàn. Giống nhau hoàn toàn luôn. Nhưng cái độ bốc của chiếc xe, độ thanh thoát của chiếc xe thì XC60 nó sẽ bốc hơn. Bởi vì nó là một chiếc xe là thiên về cái sport và địa hình, đa địa hình. Đó, thành ra là nếu nói về cái độ mà thanh thoát thì cái xe này nó sẽ thanh thoát hơn rất là nhiều. Rồi cái chiếc xe này thiên về nhẹ nhàng bởi vì cái ghế ông chủ thì quý anh chị không thể nào mà làm cho ông chủ phật lòng được, bởi vì ông chủ không có chi tiền đổ xăng. Nếu mà các anh lái mà làm cho bà chủ ở phía sau mà phật lòng là bà chủ không cho ngủ chung, rồi không cho tiền đổ xăng, vân vân. Còn các anh tài xế mà đạp ga mà cái chiếc xe nó lên hổn quá, nó lên bốc quá thì các anh đôi khi bị đuổi việc. Đó. Rồi khanh nói vui thôi. Mỗi chiếc xe nó sẽ mang một phong cách khác nhau nha. Về các tính năng an toàn thì cả hai xe đều giống nhau, đều sử dụng hệ thống là giữ khoảng cách
bám đuôi, giữ làn đường, tự động phanh so với xe phía trước. Và nó cho phép quý anh chị có thể thực hiện cái việc bám đuôi, giữ làn đường, tự động phanh, tự động đánh lái khi vào cua, chỉ cần vận tốc 30 km/h là đã làm được. Cái chiếc xe S90 cũng vậy. Tại vì nó sử dụng những cái phần mềm mới nhất. Đây là cái thế hệ mới nhất của Volvo. Là thế hệ phần mềm mới nhất, nó sẽ rất là nhạy. Rồi, cả hai xe đều có tự động phanh khi quý anh chị về. Cả hai xe đều có. Đó, nhưng mà cái video về chia sẻ tự động phanh thì Khanh cũng đã làm rồi. Tự động phanh thì nó chỉ phân biệt là có vật cản hay không có vật cản thôi. Chính vì vậy nếu quý anh chị có dè vào một cái bụi cỏ thì nó cũng phanh luôn. Đó, thành ra mình sẽ cân nhắc mình tự có thể tắt được cái tính năng tự động phanh. Rồi, hệ thống đèn đều là đèn full LED. Đây, đèn full LED và nó tự động bật tắt. Rồi nó sẽ tự động cụp đèn xuống khi quý anh chị gặp cái vật cản đối diện. Rồi, đèn này cũng vậy. Đèn này cũng vậy nha. Phần đầu xe thì mình sẽ có là các cảm biến gốc nè, rồi cảm biến đầu xe nè, hệ thống camera 360 độ nè. Rồi, bên đây chiếc xe này vẫn có như những tính năng này. Đó, cảm biến gốc nè quý anh chị thấy không? Cảm biến gốc nè, cảm biến đầu xe nè. Rồi, hệ thống camera 360 độ nè. Đó là những công nghệ ở đầu xe. Rồi, công nghệ bên hông. Bên hông xe. Bên hông xe thì mình sẽ có cảm biến cặp hông. Đây, cảm biến cặp hông nó có. Rồi. Phần gương hậu. Gương hậu của xe Volvo từ 40 cho tới 60 cho tới 90 cho tới S đều có một tính năng giống nhau luôn. Tức là phần mặt gương nó sẽ tự động chống chói. Phần mặt gương nó sẽ sấy có, sấy mặt gương có. Phần mặt gương nó sẽ tự động lật khi quý anh chị ve. Rồi, phần mặt gương sẽ có cảnh báo điểm mù. Đây, cái đèn cảnh báo điểm mù nè. Phần mặt gương nó sẽ có một phần gương lồi ở phía bên ngoài để cho chúng ta có quan sát tốt hơn. Rồi, phần gương chúng ta sẽ có camera 360 độ, có đèn trên gương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp cái S. Cũng y như vậy luôn. Đây, cũng y như vậy, tất cả các công nghệ của Volvo đều giống nhau. Đó, nó chỉ to hơn, nhỏ hơn thôi. Dạ, tức là cái xe XC40 nó sẽ nhỏ hơn cái XC60. Rồi, cái xe S thì nó cũng giống như chiếc xe này. Phần gương nó cũng đều có công nghệ giống nhau. Tay nắm cửa của Volvo, đó là một trong những cái rất là hay. Lóc cửa, mở lóc cửa. Rồi, và quý anh chị có thể thực hiện được ở 4 tay nắm cửa luôn. Mở lóc cửa, lóc cửa, 4 tay nắm cửa. Đây, bây giờ mình sẽ qua coi cái xe XC60. Đây, lóc cửa nè, mở lóc cửa nè. Đây, mở lóc cửa nè, lóc cửa, 4 tay. 4 tay đều có hết. Quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh. Rồi, bây giờ mình sẽ so sánh phần bên hông. Phần bên hông của xe nó sẽ có một cái viền chrome. Rồi, bên đây cũng có một viền chrome. Này, một viền chrome chạy dài. À. Rồi. Rồi, về phần mâm xe thì kích thước giống nhau luôn, cả hai xe sử dụng mâm 19 luôn. Đây cả hai xe mâm 19 hết luôn nha, nhưng phong cách nó khác nhau. Đó. Và độ dày của lớp thì cái XC60 nó dày hơn cái lớp S90. Nó dày hơn. Cái lớp này thì nó thiên về cái êm dịu á, thành ra là nếu mà nó làm cái lớp dày giống như cái xe SUV kia thì xe nó sẽ khi mà đi tốc độ cao nó sẽ không ổn định. Đó. Cái xe này nó đã thiên về ổn định thì nó làm cái lớp nó sẽ mỏng hơn một tí. Rồi. Ở phần sau cốp xe. Rồi, cốp xe của xe S90 là có tính năng đá cốp, mở cốp điện giống như XC60 luôn. Cái này là gen di truyền của Volvo rồi. Tất cả các xe Volvo đều có tính năng này. Và do hiện tại Khanh không có cầm cái chiếc chìa khóa trên người, thành ra Khanh không có thể đá cốp cho quý vị coi được. Đó. Mà rất là nhiều video của Khanh làm thì đá cốp là Khanh đã làm chia sẻ rồi. S90 là một trong những chiếc xe có phần cốp cực kỳ rộng. Này, cực kỳ rộng. Và chúng ta sẽ xem. Đây. Rồi. Tất cả các xe Volvo đều có hai cái nút đóng cốp, nút này đóng xuống là lóc cửa luôn. Đó, thành ra nếu quý anh chị để chìa khóa trên người, bấm nút này là nó lóc cửa luôn, không cần móc chiếc chìa khóa ra bấm lóc lại một lần nữa, rất là tiện. À. Ở phần sau thì mình sẽ có là cảm biến gốc nè, đó, cảm biến gốc nè, rồi cảm biến gia nè,
Rồi camera 360 độ nè, có đầy đủ hết. Đây là S90. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái XC60 cũng y vậy, tất cả những tính năng. Đây, cảm biến góc nè, cảm biến gia nè. Rồi camera 360 độ nè, có đầy đủ cốp điện nè, có chức năng đá cốp. Đó. Rồi cũng có hai cái nút đóng mở cốp. Đây, cốp xe của S và XC thì nó cũng khá là rộng. Đây, chúng ta sẽ có để đồ đây. Ở phía sau đây là cái bộ pin của nó nè. Đó, đây là phần cốp. Rồi phần mui, mui xe đây, cửa sổ trời toàn cảnh kết hợp với lại ba ga mui. Đây cũng là cửa sổ trời toàn cảnh nhưng không có ba ga mui. ở thị trường nước ngoài thì có một số option đó, chúng ta có để xe đạp trên ba ga mui nè, nhưng mà ở Việt Nam mà quý anh chị chạy chiếc sedan này mà để xe đạp trên ba ga mui là thôi rồi luôn rồi đó. Rồi, anten bay cá. Đó là bên ngoài, những gì bên ngoài chúng ta có được. Đây là Khanh quay lại cái phần mâm để cho quý anh chị coi. Đây là kích thước 255/40R19. Đó. Còn bên đây, bên đây là 235/55R19. Tức là 235 cái độ rộng của lớp 235 nó sẽ không bằng cái độ rộng 255 bên đây. Cái này, cái lớp xe của S nó rộng bề ngang hơn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến đến cái phần bên trong nội thất. Đây, bên trong nội thất đều là phong cách inscription là màu nâu chủ đạo, màu nâu cà phê. Rồi táp lô ốp gỗ. Đây, táp lô ốp gỗ nâu cà phê. Ghế này thì chỉ có chỉnh điện thôi chứ không có làm mát thông hơi. Rồi mình sẽ có là chỉnh điện, nhưng cái chỉnh điện của Volvo nó sẽ chỉnh rất là nhiều hướng và có thêm phòng lưng cho quý anh chị. Rồi các phần hiển thị kính lái nè. Rồi. Rồi hai đồng hồ điện tử. Rồi. Adaptive Cruise Control thì chỉ cần một nút này thôi, bấm một nút. Rồi, đèn tự động nè, tự động thích ứng nè. Rồi. Rồi, gạt mưa tự động nè. Rồi màn hình trung tâm. Cần số pha lê, phanh tay điện tử, auto hold, gương hậu trong xe tự động chống chói, loa trung tâm, có đầy đủ, rất là ok nha. Loa thì Bauer Wiking, đây Bauer Wiking, nhớ vị trí ghế. Ok, bây giờ mình sẽ qua tiếp tới hàng ghế sau. Đây, loa Bauer Wiking. Cửa gió ngay trụ B. Rồi cửa gió ở phía đây. Đấy, cái ghế của mình. Cái ghế của mình thì không rộng được giống như S thôi, S90 thôi, nhưng mà nó cũng là một trong những chiếc xe có cái phần ghế khá là rộng đó. Đây. Rồi mình có thể đấy. Đấy. Đấy, ở phía sau thì một số tiện ích nhỏ thôi, cái học để đồ vân vân. Bây giờ mình sẽ qua tiếp chiếc mạc S. Rồi Khanh nói vui thôi, Volvo chứ không phải mạc S. Đây, phong cách inscription, táp lô ốp gỗ màu vàng, đây da màu vàng. Nhớ hai vị trí ghế, lo Bauer and Wiking. Rồi. Điểm mạnh là phần ghế giống như ban đầu Khanh chia sẻ, ghế da Napa có thông hơi làm mát. Rồi, ở phía trong thì đây vẫn hai màn hình. Rồi cửa hiển thị kính lái, lo Bauer Wiking trung tâm. Rồi màn hình trung tâm nè, có Apple CarPlay, cần số pha lê ốp gỗ. Rồi phanh tay điện tử auto hold. Đây phần này táp lô, đây ốp gỗ luôn. Điểm mạnh của xe này không phải là vị trí ghế lái mà là vị trí ngồi sau. Đây, ngồi sau giống như Khanh chia sẻ, mình có rất là nhiều rèm điện, ba rèm điện mà, rèm điện phía sau nữa. Đây mình ở sau có một cái rèm điện nữa nè. Ghế cực kỳ rộng.
có làm mát, sấy ghế của cả hai ghế. Rồi. Ở đây thì mình sẽ đưa cái tay tựa xuống. Đây, mình đưa cái tay tựa xuống nè. Đó, học để nè. Đấy. Cả một bầu trời. À, nếu nếu ngồi chiếc này, Khanh sẽ ngồi sau. Nếu ngồi chiếc này, Khanh sẽ là người lái. Rồi. Ok, một cái video nho nhỏ Khanh muốn so sánh cái điểm mạnh và điểm yếu của S90 và XC60 để quý anh chị có thể lựa chọn theo phong cách của mình phù hợp với chiếc xe nào. Phù hợp với thiên về gia đình đa dụng, phù hợp với thiên về gia đình nhưng lịch lãm, phù hợp với doanh nhân. Đó. Doanh nhân và thích ngồi sau có tài xế. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi các video của Khanh chia sẻ. Mong rằng cái video của Khanh mang lại giá trị giúp cho cả nhà mình có thể chọn được chiếc xe phù hợp hơn. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở các video sau. Bye bye.